chào tất cả mọi người. Bây giờ khoai tây mới ngó dậy, cho nên thành ra là gia đình khoai tây với lại dì Dượng Út chuẩn bị ăn trưa. Và hôm nay ăn trưa á, là một món cực kỳ á, là rất là quê ngoại của khoai tây. Bánh Đúng rồi, đó là bánh tráng cuốn cơm. Thì đây, mọi người sẽ nhìn đây. Đã chuẩn bị cơm, thịt thịt gì? cuốn cơm. Thịt Này là thịt luộc. heo luộc, chả bò với lại một ít tôm, Salad hả? salad, một ít rau chua hay không? À. Và Ai, bánh tráng to chuẩn bị cuốn nè. Mặt thì nên thì tốt, tại vì bánh tráng này nó rất là mỏng, nếu mình làm lâu á nó sẽ bị nhão, nó sẽ bị dễ bị rách, bị bể, không khó cuốn lắm. Rồi, tưới hai mặt luôn cho nó đều. Thường thường nếu mà dùng bánh tráng phin rang thì nó sẽ dày hơn nè, nó có mì trắng nè, nó sẽ ngon hơn. Nhưng bên này là không tìm được bánh tráng đó, cho nên có gì dùng lấy. Cút đi dì Út khoai tây đi siêu thị, đi siêu thị kiểu chợ của người châu Á đó. Siêu thị châu Á rồi mua, cho nên chỉ có loại này thôi. Đó là mặt ớt, mắm dặm ớt, ớt xanh với lại ớt đỏ. Nhà khoai tây ai cũng ăn cay hết, cho nên bỏ ít miếng ớt ăn cho nó ngon. Thường thường ở quê mình thì không có để ông chiên mắm trước, ăn là sẽ vừa chấm vô, cầm cái bánh chấm với chiên mắm luôn. Như vậy thì nó ủa có chấm không ta? Chan mắm vô rồi còn chấm gì nữa? Không, ở quê mình á, ngày xưa ăn là chấm hay là chan? À chan chứ ha. Chứ bánh chứ chấm cái cơm nó rớt hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Không có, không có chấm. Chan thẳng vô luôn, đúng rồi. Chan thẳng vô. Rồi, chả bò. Thịt heo luộc. Đây là một ok, bỏ nhiều ăn cho nó ngon, phun tóc chung luôn. Rồi một chút rau, cái này là cải chua ngâm. Đúng rồi đó, khoai tây. Tôi lấy đi ăn thôi. Rồi, chen thêm một chút mắm, tại vì thịt heo, thịt heo luộc nó sẽ bị mềm. Bỏ hai con tôm, bỏ một con tôm. Tôm ít quá thì bỏ một con thôi. Rồi quẩn ghi như quán chả ram vậy thôi. Có đi ăn này chưa? Khoai tây xôi này chắc chị nói huấn luyện ăn đồ Việt Nam không vậy? Thì từ từ khoai tây biết ăn một cái là với lại về nhà là chị cũng nấu đồ ăn Việt Nam cho khoai tây không mà. Tại bên đây cho nên là cho khoai tây ăn đồ Pháp. Rồi. Đây, cái cuốn nè. Giống như cái đầu bánh tét đúng không? Rồi, cái thứ ba, ba người. Rồi, khoai tây đi siêu thị mà ngủ rất là ngon. Không khóc luôn, dậy cái cười liền. Trời ơi, quá xịn. Hàng Pháp chất, à lộn, hàng Đức chất lượng cao. Vận chuyển từ Việt Nam, từ Ninh Thuận vô Sài Gòn, từ Sài Gòn qua đất, rồi từ đất mới qua Pháp. Mấy chặng luôn á hả? Đúng rồi, chai nước mắm 50 ngàn mà tính phí vận chuyển không là cũng gấp 3 lần chai mắm. Khoai tây cũng đồng ý đó kìa. Khoai tây nói gì ai cũng ai nói gì cũng đồng ý hết trơn, ta hay ta. Tôm mỗi người một cuốn hay mỗi người hai cuốn? Mỗi người một cuốn, ai ăn nữa cuốn thêm nhiều à. Mà cuốn thứ hai thì sẽ ít hơn, tại vì ăn hai cuốn không nổi đâu, trừ ồ ghê. Yeah.
cú gọi điện cho chồng lên ăn. Ba cú đây, thành quả của gì Út cú nãy giờ đây, chuẩn bị tốt khoảng 20 phút chuẩn bị là đó. Tại vì đồ cơm thì nấu sẵn rồi, thịt chỉ cần luộc lên thôi. Làm đơn giản. Bebe Vimoje đây là đồ ăn của khoai tây nè ông bà cô chú ơi, khoai tây chuẩn bị ăn nó đồ Pháp nè, ngon lắm. Vitamin D3. I drink white wine. No, we not vitamin. Cô con nè, vitamin cô khoai tây. Chị bón. Có cái kem cải chua nữa. Ăn không? Dì Út phơi đồ cho khoai tây chưa? Ăn chưa. Giờ nó ăn được không? Chưa. Được không? Đây. Cuốn của má khoai tây nè. Mời tất cả mọi người cùng ăn ha. Mấy giờ coi. Ừ. Ừ. Chua không? Ừ. Có không? Dì Út đâu có gì đâu, dì Út thân thiện lắm. Dì biết chưa, dì biết chưa, dì biết chưa. Không dì Út cái nè. Có sao đâu. Có sao đâu. Ủa thân chết thương dì Út rồi mà sao giờ kỳ vậy. Bấm được tiền, bấm được tiền. Bấm được tiền. Bấm được tiền. Ông kỳ dọn phải ăn nhiều hơn chứ. Nice. It sounds like a German trying to speak French. On the dare. Bông nước tè, bông nước tè tiếng Pháp có nghĩa là khoai tây đó mọi người ơi. Khoai tây ăn ngon quá, khoai tây ăn giỏi quá. Chị nghĩ chắc là thêm cuốn nữa cho mọi người á. Bông đa te hả? Đây này bao nhiêu? Không bông đa te đi ha. Cầm ấm ấm. Cà phê. Cà phê. Chào đẹp Việt Nam. Cho con chơi đó. Ở nhà khoai tây cũng có một bịch kẹo dừa, cái mở ra cho khoai tây chơi để khoai tây bỏ vô trong cái xô nhỏ của khoai tây á, cái mỗi ngày ba khoai tây về, đi làm về ăn họ ăn tám cái hết trong xô nhỏ rồi. Elle a des bonbons vietnamiens comme des jours des jours. Mais son papa mange un bonbon chaque jour, maintenant il n'a plus les jeux. Tiens, moi, où elle a pris des joues depuis qu'elle est arrivée? Ok, non, là. Ouais, tu peux regarder, hé, là, tu m'as au côté, tu n'as pas fait une boule là. Bon, le terre. Bấm đất tè. Le deuxième, tu vois comment? Pareil. Tu veux ce vêtement? Non, bon. Vous, on... C'est dur, non, pas même? Ah, voilà.
Mày cuốn rồi, cho Dượng ăn, Dượng ăn xong Dượng đi làm luôn. Ngon rồi. Dượng không có? No. Ngon. Ngon. Delicious. Ngon. Don't you know? No. Yeah, that's something that you know. Ngon quá. Nó ngon quá. Ngon quá. Dạ. Bông tơ tê nè. Ba Pháp và kêu khoai tây bằng tiếng Pháp dùng bông tơ tê. I have an idea. It's time to teach a French word, a Vietnamese word to the baby. You need to her. So like that you can learn it. Con này cho con rồi. Bông tơ tê đó. Là cái chân bếp, cái chân bánh tráng cuộn nó là cái món quê hương dân dã ngoài khoai tây ha. Cái món này chuyên ăn ngày nào mình làm xế xế đó. Sau khi mà ăn cơm trưa xong bắt đầu đói bụng á, cái nhúng cái bánh tráng xong cuốn cơm nguội á là trang móng. Trời ơi, ba chén ngồi chết. Ra ở đầu nhà rồi. Là trước xong rồi ăn. Là cái món này là chuyên mua ăn xế nè. Mấy con bỏ xuống đất hết trơn. You have me to more. Con để cái chân xuống nha con. Em nói vào ghê là đưa cái khoai tây đi. Bữa lần chị nói chảy giá khoai tây từ tiếng Việt nào nghe tắt đặt theo. Từ đó thôi là tiếng Việt tôi giỏi giống như khoai tây vậy. Chịu rồi sao tới chừng nữa người ta nói tiếng Việt giỏi hơn con mình. Còn cái đó yêu cầu thêm ớt nhiều chút thì nó yêu cầu gì không? Thêm xíp nữa. Thêm nó nhiều nhưng thêm xíp. Ăn gì không mà ngon. Giống như là giống như là tuổi thơ ồ về. Nhưng mà bánh tráng phải rang là nhiều mềm hơn, dày hơn, ngon hơn rồi, giòn hơn. Mặc dù là bánh tráng sống rồi mình nhúng nhưng mà nó vẫn giòn mọi người. Rồi, you like it? Yes. This time I made it for you, right? Yeah. But this one part of my childhood. Like when I don't want to eat rice at all, I make this one and I feel like I'm eating rice at all and something new. Even rice inside. Yeah. It changed everything. It's better than taking the food in the freezer. Okay, đó. Là món gì? Nó chứ còn đỡ hơn lấy đồ ăn từ trong cái khăn băng lạnh của nó. Ngốc của bài tay có một cái sở thích chữ đồ cho mùa đông. Ok, là nó là có chữ đồ cho mùa đông. Mùa đông là biết đi siêu thị cho nên làm một đống đồ để sẵn trong ngăn đông đó. Mùa đông là biết đi siêu thị làm như là mùa đông không có mua được một số thứ. Mấy lần mà Dưỡng Úc nấu ăn á là Dưỡng Úc nấu rất là nhiều, nấu khoảng cho 5-6 người ăn á, một đội luôn đó. Rồi xong đó là cái hai vợ chồng ăn xong cái phần còn dư là bỏ bịch, ngăn ra từng phần rồi bỏ bịch, rồi xong bắt đầu trữ đông cho những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như là mùa đông làm biến không có thời gian nấu ấy chẳng hạn. More like this.
cứ lấy ra rồi xong bắt đầu cây đã đông rồi trong làm nóng lên rồi ăn kiểu gì đó, cho nên thành ra ở dưới cái sáng trời mưa là biết quá xuống lấy một bịch lên đã đông giận ghê gớt, nên là cho mùa đông trong như còn kiến còn bị sầu gì đó bị sầu bây giờ cho mùa đông còn kiến và bí quấy ăn rồi bị sầu la. C'est assez de piment, toi? Un petit peu plus. Il y a plus. Coupe. 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 Hôm qua năm, chị em nói chị là ngày 6 tháng 9 chồng em có sinh nhật ai đó đó chị nhớ không? Cái năm sau lận. Ủa, thì tháng 9 năm nay thì sao? Không có gì cả, tức là chưa được 40 tuổi. Đúng rồi, sinh nhật 40 tuổi, dạ đúng rồi, cho nó hoành tráng. Trời ơi, vậy là không đi không được á. Dạ đúng rồi. So we had no choice, right? Because they already invited like more than one year before. Then they have no reason. No reason. Even the wedding they invited us very very long in advance as well. Oh. So means that they plans everything in their life so nice. Well. So well, yeah. She, yeah. She. My friend is like me. Oh yes. Also. Nói ít hơn hay vậy luôn. Ừ, vậy luôn. Rồi, ăn giỏi, to. Ừ. Mà dám tuyên bố ba người mỗi người cái. Pour aller voir s'il y a des châtaignes, mais normalement c'est encore un peu tôt. C'est mi septembre. Mais on peut essayer quand même, non? Dimanche, c'est dimanche. Chủ nhật đi ấy nha. Đi đâu? Đi tìm Satan nhỉ? Hà dễ. Nó kêu là còn hơi sớm nhưng vẫn có thể thử. Yeah. She agree. Hình như My bạn chị cũng vậy sao hả? Nó nói cái chị gì á, chị làm YouTube đi mà chị tìm được cái ở dưới suối lá cái gì rau rau son, rau son á, rau son á, hát son, hát son. Water crescent everywhere in the cải son á ha, mình kêu cải son thôi. Small flowers, small spring. Mà vườn Úc có biết cái cải đó không? Dạ biết. Have you ever seen it? Like that? Sauvage. Lâu rồi chị cũng không ăn á, chị cũng ăn ra luôn mà. À vậy hả? Bên này siêu thị bán nhiều không? À vậy hả? Mà nó không có mắt. Giá nó ok mà siêu thị của Pháp á, tại mà có điều là hơn xưa nó có. Vậy là cái cải này ở bên này họ vẫn ăn hả? Dạ họ ăn. Cải son á là mà hồi ngày xưa má mình hay làm trộn với dầu tỏi. Dầu tỏi đó, dầu nó bắt đầu làm nóng lên rồi xong bắt đầu cái bỏ tỏi vô phi cho nó thơm rồi sau đó tắt bếp. Rồi mới bỏ cải son vô trộn, tức là cải son nó không có chín quá, có chỗ nào nó tiếp xúc sớm thì nó chín, còn chỗ nào không thì thôi, bắt đầu trộn lên làm salad á, rồi ăn ngon như sao. Sao con muốn cái gì thêm đây nè. Quay nè, thấy không? Dì Út làm thêm cuốn nữa cho con kìa. C'est assez pour toi? One more. Okay. Really? You want one more? You ate one more already. And now you want one more. Yeah, to cut this issue one more. And at the first time, she said one row for one. Oh, yeah. Roll for one Vietnamese. Sao vậy con? Ăn cho nó hết thì con ăn gần hết rồi nè. Nhiều. Nghe chả bò ngon sao ha? Chả bò ngon dạ. Bạn em tặng luôn á hả? Trời ơi nhiều lắm chị. Có mua nhiều mà em sắp luôn á. That's the offer to give for my friend. She bought a lot. She's so nice. Chả bò này ăn chung với lợn bánh. Lợn bánh nước cũng ngon sao? Dạ.
So she, did she climb the mountain today? I asked her, she didn't answer yet, so I guess she'd be going to the mountain. Mà to nữa. Wow. And you can hear it fly from kilometers away. So okay, you from our childhood, huh? Did you remember that we went to our friends? It's far away from our house. True. But we still hear tea from my father at home. Mm. And we were so proud. Oh, that's my father. Yeah. So means that we are still so loud, but nothing to my it's father. It's easy to karaoke. Maybe to vas ça aussi ou c'est trop gros? Trop gros. Ui, chị nói. Coi nè. Ăn nổi không? Nổi. Tối nay là giữ gốc sẽ canh cái toilet á. Con vui gì dưỡng Úc gì Úc sẽ khát nước. Đời trang cây đời con khát nước. Ăn mặn nước ăn cây. Ăn mặn nhiều cây còn khát nước dữ nữa. Dưỡng Úc ăn mặn ăn cây ghê lắm mọi người ơi. Hay tụi em tốt ốc ghê. Cái con người này không có chịu ăn uống thanh lịch như người ta. Bi rồi. Cái gì ăn cũng phải đậm đà nhất có thể hơn. Sao con ăn cho nó hết cái miếng này còn con xíu à. Nó con ra dùng hút ăn cái ba cuốn này kìa. Coi tay nó 6 tuổi chưa. Ôi trời ơi gì nó coi nó ớt à. Ớt mà. Nhưng mà cuốn này nó không có dưa chua. Cuốn kia có dưa chua đi ăn cái này. Còn con miếng nữa ăn đi con ha. Con yêu ha. Này con yêu ơi. Ha. Mới khoai tây cũng ăn luôn. Thì ăn đi lúc cho khoai tây. Không cần. Ủa giờ khoai tây ăn xong là khoai tây ngủ nữa không? Hay là khoai tây ăn giường? Khoai tây ăn giường. Ủa khoai tây xịn quá. Xịn lắm. We keep saying she's a good quality. Because she can do everything. Ngon rồi. Made in Germany. Ngon mà Dương Út ăn cái ba cuốn luôn. Mà cuốn của Dương Út thôi luôn. Còn cái đồ đó không? Chơi cái phần nó làm vậy? Chắc hết rồi mà không? Nó nhẹ luôn. Nhẹ lắm. Chắc còn ít xịt à? Mua chén loại to thì cố tình để ăn cái này mà. Những khi nào về Đức cuốn cho ba khoai tây ăn thử. She keeps saying that the baby's food in France is so good. She tastes it herself and
I think this Thai food also used for emergencies case. This? Mm? Yeah. Mm. Now today we have two emergency cases. How come? Chị Minh xin lỗi, Minh xin lỗi, Việt Nam nó chứ bên này thấy không? Chuẩn bị lâu quá chừng luôn. Emergency only when we still have food in the fridge and we not at home and we don't want to eat rice, we make it wrong. For him, that's the agency. That he is lazy, not you. He doesn't want to go to the supermarket, not you. Right? I always want to go to the supermarket. He loves going to the supermarket. Mm-hmm. He really loves it. Why? Oh, it's relaxing. You watch all the food and imagine what you can eat. Like he's living his dream, walking between the food. But you are food lover. Mm. Dưỡng út củ khoai tây lật đật ăn ăn ba cuốn ngon quá, ăn ba cuốn lật đật ăn xong rồi bắt đầu xuống đi làm việc tiếp, tại vì dưỡng út làm việc ở nhà. Còn hôm nay là dì út xin nghỉ phép ở nhà để chơi với khoai tây. Đúng không? Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video gia đình dưỡng út và dì út cộng với lại khoai tây và má khoai tây ăn bánh tráng cuốn cơm. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại những video sau. Ăn à, liền khoai tây. Hả đi. Dòng dòng tay lại ạ bà cô chú nè. Dỗ tay. Dòng tay lại ạ. Dỗ tay. Bye bye. Tay bye bye. Bye bye nè. Bye bye. Không bye bye. 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 Bye